nghệ sĩ ưu tú Thanh Thủy, Thanh Quý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
quyết xây dựng đạo pháp vẫn bền lâu. Nhân hiện trang nghiêm phạm vũ nhiệm màu trang sử phật từng câu ghi chép này, hôm nay đây mang người về chiêm bái, ngàn năm sau vẫn mãi mãi xưng danh. Trước hết và trên hết, chúng con xin thành tâm gửi đến chư tôn thiền đức, chư đà đức tăng ni lời vấn chào cung kính. Chúng tôi trân trọng gửi lời chào mừng đến quý cấp lãnh đạo chính quyền, quý đạo tràng, thiện nam tín nữ Phật tử từ các đơn vị xa gần. Mỗi người là một quả vô ưu về đây góp phần mở hội khai hoa, kính dâng lên đại lễ các băng thánh thành ngày hôm nay. Vào giờ phút trang nghiêm lịch sử này, hồn thiêng trong núi đã hội tụ nơi đây dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật, chư hiền thánh tăng. Chúng con thay lời ban tổ chức xin thành kính cung thỉnh chư tôn Tịnh Đức giáo phẩm tăng già, trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý và toàn thể đạo tràng đồng trang nghiêm khởi thân đứng dậy làm lễ niệm Phật cầu gia hộ và lễ chào cờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư quân thân ngã xuống cho đạo pháp và dân tộc, tưởng nhớ đến lịch đại tổ sư và tổ tiên ông bà đã khai sáng giữ gìn ngôi chùa này. Trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng hãy dành một phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Phút nhập từ bi quán đã trôi qua, trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng đồng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể hội chúng,
mỗi thời dân quê đón gió lành, khắp chùa rào rạt ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh năn xa mái, an ủi dân lành mọi mái tranh. Thầm bầy, đạo Phật qua mấy nghìn năm truyền thừa đã đi vào lòng dân tộc Việt Nam, tạo nên nếp sống tâm linh phong phú. Ngôi chùa Tế Quang Thuần Hầu, lúc hoàng hôn bông phủ xóm làng, hay lúc canh gà tảng sáng hương thôn, thì hình ảnh mái chùa lại quyện vào trong làn khói biếc, mang hương vị của đất trời, ấp ủ trong từng nhịp thở của mỗi người dân. Hình ảnh ngôi chùa đã in sâu vào trong tâm khảm của mỗi người con đất Việt. Mái chùa như suối ngọt ngào, như trăng tu tỏa rạt rào tình thương. Chùa là mái ấm quê hương, che hồn dân tộc bốn phương chan hòa. Trên bước đường tu hành, đối với những người phúc đức trí tuệ, Đức Phật khuyên họ cắt đứt mọi việc thế gian để đạt được giải thoát. Ở nấc thang thứ nhất, bằng cách thực hiện pháp công vô sắc vô nguyện và quan niệm về Phật giáo Đại Thừa, với ý nguyện rằng bất cứ việc làm nào của hàng đệ tử Phật cũng đều vì lợi ích cho mọi người, vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Và điều này đã được dân tộc Việt Nam dễ dàng chấp nhận và áp dụng trong cuộc sống. Sự thấm nhuần Phật Pháp ấy đã được thể hiện qua câu ca dao: xây chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy tập phương lên làm. Ngày nay chúng ta thấy đó, chùa chiền là nơi nuôi dưỡng tâm linh của đa số người dân Việt Nam. Nhà thơ Huyền Không đã nói lên tinh thần này qua câu thơ làm xúc động lòng người, nhất là những người sống xa quê hương. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mặc dù chùa chiền là cơ sở vật chất, nhưng không phải để phát triển tham vọng của con người, mà nó là nơi tôn nghiêm để che chở tâm hồn trong sáng, phần thiết thanh tịnh cho mọi người. Từ nền tảng tốt đẹp đó, chùa đã trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu của người dân Việt Nam chúng ta. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm Quang Minh Biến Chiếu, cao quý vương Bồ Tát, Đức Phật có tán thán rằng: này liền nam tử, trên đời có hai hạng người hy hữu như cánh hoa yêu đàm. Một là những người biết kiến tạo ra cái mới, hai là những người biết tu sửa cái cũ. Lời tán dương ca ngợi ấy của Đức Thế Tôn là động lực để chư tăng và Phật tử chùa Nhất Huyền đem hết tâm huyết của mình xây dựng thành tựu nơi Đại Hùng Bảo Điện như ngày hôm nay. Thật đúng là có những cây mai sống trọn đời bên hàng tùng bách mái xanh tươi. Đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi cầu nguyện dân làng sống bình yên, tạo nên tam bảo huy hoàng, là bao tâm huyết của ngàn trái tim. Qua một thời gian kiến tạo, bằng tất cả lòng nhiệt tình của chư tăng và Phật tử, hôm nay ngày 28 tháng 1 năm 2018, nhằm ngày 12 tháng 12 năm Đinh Dậu, bản tự và nhân dân Phật tử chùa Nhất Hiền chính thức tổ chức đại lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện và lễ khai thanh Đại Hồng Trung chùa Nhất Hiền, thôn Nhân Nhuế, xã Mỹ Tuần, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Và đây cũng chính là lý do dẫn đến buổi lễ ngày hôm nay. Toàn thể hội chúng ta hãy dâng cao những tràng pháo tay thân ấm, thân giòn, thân tâm nhiệt để chúc mừng cho đại lễ của chúng ta được thành tựu viên mãn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng,
ngôi chùa nhân hiền uy linh, mái xuôi ngói đỏ đậm tình quê hương, chuông chiều mõ sớm du dương, nởi kinh tiếng thề giật đường tu thân. Sáng hôm nay trong bầu không khí đoàn kết thắm tình đạo vị sắc hương trong buổi lễ, tay trong tay nòng trong lòng, trong buổi hành ngộ châu về hợp phố, để ấm lòng sao xuyến tình người tình đất, những nụ cười những cái bắt tay niềm nở với nhiều cung bậc thân thương, tất cả đều hào phóng tựa cho nhau, cho hương đời mãi thơm nồng vào cùng tâm cảm của mỗi chúng ta có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Quan âm chứng minh tham dự đại lễ ngày hôm nay, ban tổ chức chúng con được thành kính cung đón chư tôn tịnh đức giáo phẩm tăng ni, trân trọng được tiếp đón quý vị đại biểu khách quý và được chào mừng toàn thể quý phật tử xa gần về đây để chúc mừng cho đại lễ ngày hôm nay. Chúng con xin được thành kính giới thiệu về phía giáo hội, ban tổ chức chúng con được thành kính đỉnh lễ cung đón đức trưởng lão hòa thượng Thích Minh Tâm, ủy viên hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định. Chúng con xin được thành kính đỉnh lễ cung đón sự hiện diện của thượng tọa Thích Thanh Kim, phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của đại đức Thích Thanh Nam, phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỹ Lộc. Ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của đại đức Thích Thanh Thủy, trưởng ban thư ký ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vụ Bản. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của đại đức Thích Minh Hiền, ủy viên ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ý Yên. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của đại đức Thích Thanh Hưng, ủy viên ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam. Chúng con được cung kính chào mừng chư tôn thiền đức tăng ni, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định, chư tôn đức tăng ni, ban trị sự giáo hội Phật giáo các huyện, thị, thành phố của tỉnh Nam Định, chư tôn đức tăng ni là cựu sinh viên trường trung cấp Phật học tỉnh Nam Định khóa 3, chư tôn thiền đức tăng ni tại thủ đô Hà Nội, tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Thái Bình và các tỉnh lân cận về đây tham dự và chứng minh cho đại lễ ngày hôm nay, xin được thành kính cung đón chư tôn thiền đức. Về phía đại biểu chính quyền, ban tổ chức chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của ông Nguyễn Việt Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc. Chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của ông Vũ Văn Sinh, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Mỹ Thuận. Ban tổ chức chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu của tỉnh Nam Định, của huyện Mỹ Lộc và các quý vị đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn hội của xã Mỹ Thuận về đây để tham dự chương trình đại lễ ngày hôm nay, xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý nhiệt vị. Và đặc biệt ban tổ chức chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của đông đảo đồng bào Phật tử đến từ tỉnh Nam Định, huyện Mỹ Lộc và các tỉnh thành lân cận về đây để cúng dường và chúc mừng cho đại lễ ngày hôm nay, xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của toàn thể quý Phật tử. Một lần nữa toàn thể đạo tràng chúng ta hãy dâng cao những
tràng có tay thật lớn, thật giòn, thật nồng nhiệt để chúc đón chư tôn thiền đất. Trân trọng chào đón quý vị đại biểu quốc quý và toàn thể hầu chúng về tham dự chương trình đại lễ ngày hôm nay. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng. Xưa trưởng giả bỏ tiền mua đất vì tăng ni tạo phúc đạo tràng, kỳ viên tịnh xá như hoàng pháp tăng. Nay Phật tử ân cần tiếp bước vì tăng ni xây dựng đạo tràng, nhân hiện ngày một khang trang, nguyện cầu tam bảo môn mang phúc lành. Bậc cổ đức dạy rằng trăm hạnh hay bố thí cũng rằng là vô lượng công đức nhất. Nghìn duyên duyên tô bồi tạc tường, xây đại điện phúc hoàng tâm. Và để mở đầu cho chương trình buổi lễ ngày hôm nay, thay lời ban tổ chức, chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Thanh Huy, chủ trì chùa Nhân Hiền, kiêm trưởng ban tổ chức chương trình đại lễ ngày hôm nay, nên đọc diễn từ khai mạc. Thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni cùng chư vị lãnh đạo các cấp và chính quyền, thưa trước khi vào diễn văn thay mạc thì con xin chúc Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni cùng các quan lãnh đạo và chính quyền cùng các Phật tử gần xa thân tâm từng an lạc, đạo quả viên thành, chúc buổi lễ thành công viên mãn. Thì con xin đọc diễn văn thay mạc. Kính chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa các vị lãnh đạo các cấp và chính quyền, trước giờ phút trang nghiêm và trong dưới ánh từ quang của Đức Phật, trong niềm hân hoan vô biên của buổi lễ khánh thành ngôi tổ Đại Hùng Bảo Điện và khai đại hồng chung, chúng con vô cùng vinh dự được cung đón chư tôn thiền đức tăng ni, chư vị lãnh đạo quý, các cấp chính quyền và các vị khách quý, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, cùng quý Phật tử xa gần quang lâm chứng minh gia trì và cầu nguyện cho đại lễ hôm nay sớm được thành công viên mãn. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý hiển vị, quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm, chuông hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế âm thầm thế tôi. Từ ngàn xưa hình ảnh mái chùa tâm linh luôn là hình ảnh thiêng liêng sâu lắng, là sợi dây nối kết yêu thương giữa tâm hồn và dân tộc. Vì vậy mà với mỗi người dân Việt Nam, dù đi đâu về đâu thì hình ảnh mái chùa quê hương luôn là tiếng gọi vọng về, nhắc ta nhớ đến quê hương hồn cuội, mái chùa hồn nước hồn non, hồn dân tộc Việt Nam. Vì mái chùa nước non thuận gió hòa mưa, dân an nước thịnh mái chùa thiêng sinh. Ai ơi biết mấy là tình, đi đâu ta cũng đi ninh mái chùa. Kính thưa Hòa Thượng chư Trưởng Tọa Đại Đức Tăng Ni cùng các vị lãnh đạo và toàn dân, chùa Nhân Hiền được xây dựng cách đây khoảng hơn 100 năm, thuộc địa vị Phật thôn Nhân Huế, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, vốn là nơi nương tựa tâm linh tin cậy của đồng bào Phật tử và nhân dân. Trải qua bao năm tháng biến đổi xuống cấp của thời gian, đến nay chùa cũng như các công trình kiến trúc khác trong khuôn viên chùa đang
từng được tiến hành trùng tu xây dựng lại để tạo điều kiện phục vụ tốt cho những người có tâm hướng đến đạo Phật, đồng thời để tôn vinh giá trị văn hóa của dân tộc. Để theo nguyện vọng của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương, được sự chấp thuận của các cấp chính quyền, bản tự và nhân dân chúng tôi đồng tâm xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện và làm lầu chuông nhân hiển đến nay đã được thành tựu. Như ca dao tục ngữ có câu rằng: một cây nằm chẳng lên non, ba cây trụ lại lên hòn núi cao. Cổ đức cũng có câu: đạo pháp trường tồn do tăng già hòa hợp, thiền môn hương tịnh nhờ đàn việt phát tâm. Kính thưa chư tôn thiền đức, kính thưa quý niệm vị, pháp nhãn tạm được lưu truyền bắt đầu từ nhất hóa hiện thủy đạo mạch trường lưu không ngoài ngũ diệp lưu phương. Đóa hoa chính pháp nay đã nở thuận duyên cho đạo mạch trường lưu, nay đã không chỉ còn trông chờ vào quyết tâm và thành ý của thập phương tín đồ Phật tử để công trình ngôi tổ đường cùng như khuôn viên của chùa được trang nghiêm tráng lệ, mau chóng được thành hiện thực. Công viên Phật sự thì lớn, sự người thì nhỏ, nếu không nhờ đàn việt tứ chúng, các nhà danh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạch thường quân thập phương phát tâm, dù một viên gạch hay hạt cát, thì sự tha thiết của tất cả chúng ta mãi mãi cùng chỉ là ước mơ. Vì sự hưng tồn của Phật pháp, vì đạo bản trì của kế thừa những giá trị văn hóa lịch sử vô cùng quý giá của cha ông, vì đáp ứng những nhu cầu tín ngưỡng tâm linh thiết thực cho nhân dân và nơi tu học Phật pháp cho tăng ni Phật tử, chúng con kính mong chư tôn thiền đức từ bi hộ niệm. Chúng tôi cũng tha thiết kính mong quý vị lãnh đạo, quý các cấp chính quyền quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho dự án được thành công tốt đẹp, và đặc biệt mong được đón nhận những tấm lòng quý hỷ cùng già là góp tâm, góp sức, góp tiền tài kinh nghiệm cũng như tịnh vật của mọi tầng lớp nhân dân, Phật tử xa gần, từ các cơ quan, các ban ngành, lãnh đạo, các tổ chức xã hội, các nhà doanh nghiệp hay các nhà hảo tâm, đều cho các hạng mục công trình tiếp theo sớm được thành công viên mãn. Bái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, những mong tấm lòng thành của chư vị sẽ được chư Phật chứng minh và lưu truyền mãi mãi nơi sổ vàng cho thế hệ mai sau. Một cây nằm chẳng lên non, ba cây trụ lại lên hòn núi cao. Với niềm tin sâu sắc Tam Bảo, tin ở sự nhiệt tình ủng hộ của quý vị tới đây, tôi xin trịnh trọng tuyên bố khai mạc đại lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện và khai tại Hồng Trung chùa Nhân Hiển, xã Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định được bắt đầu. Thưa kính chúc cô tôn thiền đức cứ tỉnh giáo phẩm tứ đại chúng sinh xa vãi mãi mãi thành tựu niềm môn để hậu tôn chúng con được nương nhờ công đức. Kính chúc toàn thể quý vị lãnh đạo, hàng cấp và chính quyền, gia đình hạnh phúc. Kính chúc cô tôn thiền đức nhân thôi sống an lạc trong ánh sáng tử vi của mười phương chư Phật. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thành kính tri ân công đức đại đức chủ trì trưởng ban tổ chức vừa có lời diễn từ khai mạc buổi lễ ngày hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, viên gạch đỏ dựng xây nền phúc, mảnh ngói hồng kính đức đời sau, hạt cát vàng chắc gốc bền lâu, một tờ gỗ tươi cành xanh ngọt, dân làng hợp sức thập phương mở lòng, hội trí hội tâm dựng xây nên Phật cảnh,
hôm nay giữa chốn thiền môn trang nghiêm thanh tịnh, nhờ hồng ân gia hộ của Tam Bảo lịch đại tổ sư, tổ tiên ông bà hữu công đã khai sáng ra ngôi chùa này, tiếp nối giữ gìn phát huy và cũng là thành quả biết bao công lao của những người con có lòng vì Phật pháp. Ngôi chùa nhân hiền uy minh, mái xuôi ngói đỏ đậm tình quê hương, chuông chiều mộ sớm du dương, lời kinh tiếng kệ dẫn đường tu thân. Thật vậy, ngôi Tam Bảo chùa nhân hiền có được thành tựu như mong muốn, đó là nhờ sự phát quảng đại từ tâm của hàng Phật tử nhân dân có tín tâm với chùa và với tấm lòng thành kính của mình. Thay lời ban tổ chức, vào giờ này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đỗ Mạnh Trụ, trưởng ban vận động xây dựng chùa, đại diện cho nhân dân Phật tử của chùa Nhân Hiền nên báo cáo tổng kết quá trình xây dựng ngôi Tam Bảo của chùa. Xin thành kính cung thỉnh trân trọng kính mời ông. Kính mời chư tôn và các đại đức tăng ni, kính thưa các vị lãnh đạo huyện xã, thưa tất cả các vị đại biểu khách xa gần, thưa toàn thể nhân dân và nhân huế, với tư cách là một người cao tuổi trong làng, tôi thay mặt cho ban vận động tái tạo lại ngôi chùa của làng Nhân Huế, tôi cũng xin đóng góp những ý kiến sau khi đã khánh thành ngôi chùa. Kính thưa các quý vị, chùa Thiện Quang Tự nay mang tên là Nhân Hiền của làng Nhân Huế có từ bao giờ cho đến nay vẫn chưa rõ, nhưng đã biết được rằng đến năm Quý Mão, tức là năm 1927, vào mùa xuân dân làng đã tu sửa lần thứ hai và hoàn thành vào ngày 18 tháng 5 năm ấy. Trải qua nhiều năm, chùa làng đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc tu sửa lại nơi tín ngưỡng thờ tự là cần thiết, nên ngày 6 tháng 4 năm Quý Tỵ, tức là ngày 15 tháng 5 năm 2013, các bô lão trong làng đã họp thống nhất lại và nhắc lại những câu xưa đã dẫn dạy: văn chi dục phúc quả nghiệp tiên tu tinh hồn, nghĩa là muốn rộng quả phúc thì phải chăm lo nơi phòng thờ. Kế đó, dân làng đã báo cáo và được xin phép chính quyền mặt trận cấp trên và được tu sửa lại ngôi chùa. Được phép của cấp trên, dân làng đã thành lập ban vận động quyên góp do sư thầy Thích Quang Huy chủ trì, chùa đã tái tạo lại. Sau lễ Phật đản năm 2013, chùa được khởi công. Đến nay chùa đã và khuôn viên phụ trợ đã hoàn thành, đó là nhờ công sức và sự thiện tâm tín ngưỡng của bà con dân làng và các thiện tâm thiện nguyện làm ăn ở nơi xa góp sức. Người một lạng, người một cân, người dăm ba chục cân, kết quả chùa chính thức là hết 1.7 tỷ. Tiếp đó nhà chùa tiếp tục xây dựng nút vận động, nút chuông và trang bị những thiết bị thờ cúng trong nội tự. Ngày nay chùa đã xong, nơi thờ tự được sắp xếp khang trang và nền nếp, được tôn kính để tôn kính và sùng bái. Dân làng rất phấn khởi và chăm lo tín ngưỡng về tâm linh với Phật pháp.
Trước hết tôi thay mặt các ban vận động và đại diện cho rất là thành thật cảm ơn và trân trọng cảm ơn những người từ nơi xa và những người có công đóng góp từ nhỏ đến lớn, từ nén hương đến nhiều triệu đồng để chùa hoàn thành. Nhà chùa cũng đã ghi công đức tất cả mọi người có thiện tâm phúc đức giúp cho dân làng ta hoàn thành ngôi chùa. Tôi cũng xin cảm ơn và sự giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền mặt trận của cấp huyện, cấp xã đã giúp cho dân làng hoàn thành ngôi chùa. Phấn khởi và vui mừng trước cảnh chùa được tái tạo, vinh dự cho dân làng và được sư thầy Thích Quang Huy chủ trì từ nay thiện nam tín nữ dân làng mỗi ngày chăm sóc, mỗi ngày sóc phòng và những ngày lễ lớn đều tính tâm niệm Phật từ bi thì xả. Vậy thay chùa làng Huế trăng soi đầu tháng những đêm rằm chùa nghiêng bóng bên sông, nắng chiều hè ánh hào quang rực rỡ, lặn mặt trời chuông chùa thanh thoát vang xa. Chùa ơi chùa, lịch sử chùa từ lâu chưa rõ, trải bao dần bão táp mưa xa, chùa vẫn đứng vững hàng trăm năm qua. Nay chùa lại đàng hoàng lộng lẫy, trước kia chùa phù hộ cho dân làng đánh Tây, ngày nay chùa phù hộ cho dân làng thịnh vượng. Cảnh chùa nơi hội tụ đẹp, chuông nguyện vọng tha thiết của nhân dân, hương hoa thơm ngát. Nhìn cảnh chùa quê ta còn đó, thấy làng mình kính cẩn thiêng liêng. Và từ nay chùa hỏng đâu dân lại sửa đấy, để chùa làng vĩnh viễn bền lâu. Ơi chùa đẹp muôn màu muôn vẻ, chùa mãi mãi ở đây với muôn đời thế hệ. Thưa các quý vị, hoàn thành ngôi chùa, tâm nguyện của chúng tôi cũng như thay mặt các người cao tuổi trong làng có nguyện vọng mong rằng chúng ta sẽ giữ được chùa và làm đúng như lời Phật dạy. Lời Phật dạy đó là cư trần lạc đạo, tu tâm dưỡng tính, từ bi thì xả. Xin cảm ơn. Thay lời ban tổ chức xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Phật tử vừa đại diện cho toàn thể dân làng Phật tử vừa rồi có những lời báo cáo tổng kết quá trình xây dựng và những lời cảm ơn tới toàn thể Phật tử xa gần. Thật đúng là non cao nhờ có nhiều cây, thành công bởi sự góp tay của nhiều người. Ăn cũng hết, mặc cũng mòn, cúng dường tam bảo phúc còn luôn luôn. Ăn cũng hết, mặc cũng mòn, cúng dường tam bảo phúc còn muôn năm. Chư Tăng là những người đem chính pháp truyền bá tới tất cả mọi người và hàng Phật tử. Chúng ta là những người hộ trì chính pháp, xây dựng thành công ngôi tam bảo cũng như nầu chuông và đúc quả chuông đồng này là bởi sự chung tay góp sức cúng dường bằng tịnh tài tịnh vật công sức của tất cả mọi người mới thành được quả phúc như ngày hôm nay. Thay lời thầy bản tự và dân làng chùa Nhân Hiền xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể nhân dân Phật tử địa phương cũng như thập phương xa gần. Thành tâm kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, gia đình được an vui hạnh phúc và luôn được sống trong ánh sáng từ quang của mười phương chư Phật. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng,
tươi thắm một màu hoa trí tuệ giữa dòng đời bát ngát ý tương thân. Một nở hoa tuy nở giữa phong trần vẫn thơm ngát mùi vô ưu giải thoát. Hôm nay về tham dự chương trình đại lễ cắt băng khánh thành nơi đại hùng bảo điện chùa Nhân Hiển này, chư tôn tịnh đức giáo phẩm tăng ni cũng như quý vị đại biểu khách quý và toàn thể Phật tử có những nắng hoa, những phần quà về đây để chúc mừng cho đại lễ ngày hôm nay. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin trân trọng giới thiệu bức tranh của hội cựu tăng ni sinh trường trung cấp Phật học tỉnh Nam Định khóa 3 năm 2002-2006 do đại đức Thích Minh Hiền trưởng ban liên lạc hội cựu tăng ni sinh của tỉnh Nam Định nên chúc mừng cho đại đế cũng như ngôi tam bảo của chúng ta được thành tựu viên mãn. Tiếp theo xin trân trọng kính mời nàn hoa của ông Nguyễn Việt Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc tặng hoa chúc mừng cho đại đức. Kính mời nàng hoa của hội Phật tử Nàng Quỳnh, huyện Nho Quan do Phật tử. Xin cảm ơn đại đức. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu khách quý đại diện cho các cấp ủy đảng chính quyền, thưa toàn thể nhân dân Phật tử thập phương xa gần đồng kính mến. Việt Nam là suối, Phật giáo là nguồn, nguồn làm suối chảy nước tuôn hoài hoài, từ nguồn ra tới biển khơi, Việt Nam Phật giáo đời đời bên nhau. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, từ thuở Đinh Lê Trần Lý, Phật giáo Việt Nam đã có mặt và hòa nhập cùng dòng sinh mệnh với Tổ quốc, sinh tử bất ni, và đóng góp cho dân tộc trong nhiều lĩnh vực như chính trị, xã hội, văn hóa, y học, giáo dục, vân vân. Thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hồng Thao, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thuận nên đại diện cho cấp lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại có đôi lời phát biểu chúc mừng đại lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính bạch hòa thượng, thượng tọa, sư đại đức tăng ni, kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân. Hôm nay được về dự đại lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện và khai thác đại hùng chung chùa Nhân Hiển làng Nhân Huế xâm thuận. Trước thềm năm mới 2018, cho phép tôi thay mặt cho đoàn đại biểu của sở nhà xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị đại biểu, khách quý, các nhà sư Phật tử, ban kiến thiết, ban tổ chức và nhân dân an lạc, may mắn, thịnh vượng, hạnh phúc, chúc đại lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đảng và nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, bởi tín ngưỡng là sự thể hiện tính lương thiện vươn tới cái mỹ, là đặc trưng chung nhằm đạt tới của nhân loại. Đạo Phật cũng như các đạo khác là tổ chức tôn giáo hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người. Chùa là nơi thờ Phật để dân làng lễ bái tu thân, trau dồi đức hạnh, an hiền ở lành, để phúc để đức lại cho con cháu. Đó là đời sống tinh thần thiết thân của người Việt Nam, mà nếu không có nó thì mất đi ý nghĩa của một làng, của một dân tộc, của một nền văn hóa lâu đời. Bởi vậy, sự tồn tại và hoạt động của chùa cũng là một trong những nét văn hóa làng. Một lần nữa, xin kính chúc ban trị sự, ban kiến thiết, ban tổ chức, các tăng ni Phật tử, các quý vị đại biểu, khách quý, các cụ, các ông, các bà,
bảo cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, hạnh phúc, đoàn kết thực hiện đích nước, lợi dân và lợi đạo. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, cũng như quý vị đại biểu được về dự với lễ khai hội hôm nay, thay mặt cho đoàn đại biểu có hoa xin chúc mừng, xin trân trọng kính mời đại đức Thích Trung Nghi nhận hoa. Vâng, và chúng ta hãy dâng cao những tràng pháo tay thật lớn thật rộng. Đây là lá hoa của chính quyền địa phương sở tại chúc mừng cho đại đức và nhân dân đã xây dựng thành tựu ngôi Tam Bảo ngày hôm nay. Dù cho vận đổi sao rời, truyền thống yêu nước không đời nào quên, bảo vệ tổ quốc bình yên, Việt Nam độc lập vững bền ngàn thu, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới ông Nguyễn Hồng Thao, Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Tuần, đã thay mặt cho các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương có đôi lời chúc mừng cho đại đức cũng như nhân dân trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới ông cùng phái đoàn, sức khỏe, công tác tốt, gia đình được an vui hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội chúng, trong giờ phút trang trọng này, ban tổ chức chúng con đang hướng về chư tôn đức những vị thầy cao cả để chuẩn bị đón nhận những pháp âm vi diệu. Kính lạy tăng người thầy chí cả thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sinh. Vào giờ phút trang nghiêm này, chúng con xin thành tâm kính thỉnh thượng tọa Thích Thanh Kim, phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, đồng thời cũng là thầy nghiệp sư của đại đức Thích Thanh Huy, chủ trì chùa Nhân Hiển. Thừa lệnh của trưởng lão hòa thượng chứng minh nên có đôi lời ban đạo từ cho buổi lễ ngày hôm nay, chúng con xin thành tâm cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trưởng lão hòa thượng, thành viên chứng minh trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch đại đức Thích Thanh Nam, phó ban trị sự Phật giáo huyện Mỹ Lộc, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa ông Nguyễn Việt Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc, kính thưa ông Vũ Văn Sinh, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, kính thưa ông Nguyễn Hồng Thao, đảng ủy viên, chủ tịch ủy ban mặt trận xã Mỹ Thuận cùng phái đoàn, kính thưa Phật tử, nhân dân Phật tử thập phương xa gần, kính thưa toàn thể đạo tràng, ý sự chỉ đạo ý quyền của hòa thượng chứng minh, con thành tâm kính chúc chư thôn thiền đức, các vị đại biểu khách quý cùng Phật tử, toàn thể đạo tràng, cô nương An Lạc, cô nương Cát Tường, chúc buổi lễ thành công thập phần viên mãn. Kính thưa đạo tràng, Phật giáo Việt Nam du nhập vào nước ta đã trên 2.000 năm. Phật giáo thì ở khắp đất nước, từ nơi biên cương cho đến hải đảo. Như các đảo Trường Sa thì được nhà nước cho xây trên các đảo. Mỗi một ngôi chùa là một cột mốc của nhân dân Việt Nam khẳng định chủ quyền về đến đất liền. Chúng ta ở các vùng quê cũng đều có chùa, nơi nào có chùa thì đều
do nhân dân Phật tử địa phương kiến tạo, thỉnh các sư về trụ trì gìn giữ. Đức Phật dạy chúng ta khi về chùa chắp tác một ngày mà chúng ta phát nguyện đời sau con được sinh vào nhà giàu có thì đời sau chúng ta sẽ hưởng những phúc báo ở nhân thiên này, rất phát thì chúng ta cũng được giàu có. Mà chúng ta chán cái cảnh xa bà khổ thế gian này vì sinh là bệnh chết, cho nên phát nguyện sinh về Tây Phương Phật Quốc thì nhất định cũng nhờ một cái nhân duyên đó, cái ngày chắp tác đó hướng về mười phương Phật này, hồi hướng để sinh về nước Phật, thì chắc chắn sau một đời nào đó chúng ta cũng được sinh về nước Phật. Khi chúng ta sống ở đời, Đức Phật dạy chúng ta chán cái cảnh ở thế gian này sinh già ốm chết, cho nên của cải không giữ được, dù là tiền tài có bao nhiêu chăng nữa, Đức Phật dạy thuộc vào của ngũ gia chúng ta không giữ được mãi, phải có ngày hai tay bỏ xuôi. Mang đến, nghĩ đến như thế thì mang đến thành tâm tiến cúng vào để xây dựng. Đức Phật dạy là ai phẩm tâm như thế mà cúng vào chùa, xây chùa đúc tương, đúc chuông, làm tương, kể cả làm công viên để cho được trang nghiêm cảnh giới của Phật, những người khởi tâm như thế cũng như vậy thì đời này mình được hưởng phúc, đời sau con được hưởng, đời sau nữa cháu được hưởng cái phúc của chúng ta ha. Mãi mãi về sau như nam quan sông giờ kiến thiết chùa cảnh đẹp, rồi lại kiến thiết quê hương theo tinh thần của nhà nước làm sao sạch đẹp, chấp hành theo chính sách của nhà nước. Rồi cái ơn nữa ấy, rồi cái ơn thứ tư là ơn đàn điện đà na thi tín, những người thành tâm cúng tiến về chùa, rồi người trồng cây, người làm các công việc để cho cảnh giới này một đẹp, chúng ta về ta lễ là đều hồi hướng cả lễ mười này đấy, Phật tử này mười này thì phải hồi hướng người ta sáu này. Dưới sự chỉ đạo của quyền hòa thượng hôm nay về dự lễ khánh thành cùng với các Phật tử cũng như nhân dân địa phương, có đôi lời phát biểu và xin kính chúc toàn thể đạo tràng vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, chúc buổi lễ được một lần nữa được thành công viên mãn. A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ này là đôi lời cảm tạ của ban tổ chức. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng, nhờ duyên lành của Tam Bảo và sự giúp đỡ nhiệt tình của toàn thể chư quý vị, đại lễ cắt băng khánh thành ngôi Tam Bảo và khai thanh đại hồng trung chùa Nhân Hiền đến nay đã được sắp được thành tựu viên mãn. Mặc dù lưu luyến cho nẻ vô thường hợp tan, nhưng chúng tôi vẫn tin loài hoa giác ngộ vẫn không tàn. Khi nhu cầu đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh là một chân lý đạo đức, một chất liệu gắn kết tâm linh cho bao công trình xây dựng vĩ đại đi đến thành tựu. Hơn 2.500 năm về trước, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni đã dạy cho hàng môn đệ của mình xây dựng đời sống độc hòa, chuyển hóa tham sân si, lập nên chiến công oanh liệt nhất, đó là chiến thắng ở lòng mình. Nhờ sự chiến thắng đó mà đạo Phật được tồn tại cho đến mãi ngày hôm nay.
lịch sử Việt Nam đã từng chứng minh đất nước hùng cường thì Phật giáo hưng thịnh, đất nước lâm nguy thì Phật giáo suy vi. Qua hơn 2.000 năm du nhập, đạo Phật đã gắn bó với vận mệnh của đất nước như sữa hòa với nước. Ý thức được mối tương quan mật thiết đó, chùa Nhân Hiền quyết tâm xây dựng thành tựu ngôi trường tu học Phật thanh tịnh hòa hợp, tiếp nối tinh thần đại đoàn kết của dân tộc, của chư tổ, đóng góp một công trình đạo đức cho cuộc sống thêm ý nghĩa trong xu hướng đất nước phát triển văn minh giàu đẹp ngày hôm nay. Chúng con xin thành tâm tri ân chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni đã từ bi hoan hỷ nhận tích quang lâm chứng dự Phật sự ngày hôm nay. Sách tấn chúng con vượt tiến trên đường đạo, hoàn thành hành nguyện trụ như lai xứ, chỉ như lai tạng mà tiền bối cao minh đã phó chúc cho. Chúng tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cấp chính quyền, đoàn thể, các ban ngành và nhân dân Phật tử xa gần, các đoàn văn nghệ, đoàn chèo của tỉnh Nam Định, các phóng viên báo chí quay phim chụp ảnh và toàn thể mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ và về tham dự đông đảo ngày đại lễ ngày hôm nay, tạo cho buổi lễ thêm một phần trang nghiêm, long trọng, thân ái và chân tình. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng do ý thiện tài thô nên chúng tôi không tránh khỏi những thiếu sót vụng về, ngưỡng mong chư tôn đức cùng toàn thể quý vị hoan hỷ bỏ qua cho. Xin thành tâm cảm tạ mọi duyên lành đã tạo cho buổi lễ thành tựu viên mãn, khiến cho lòng người có phai nhòa trong những hình ảnh của buổi lễ ngày hôm nay. Kính chúc chư tôn đức pháp thể kinh an Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể quý vị đạo tâm hằng sáng tỏ, mọi việc luôn được thành công. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát A Nát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng, đạo màu là bó đâu xa, gắng lòng tu tập để thôi đợi chờ mùa xuân đến từ bao giờ, chúc nhau về với bên bờ an vui. Tất cả những lời phát biểu của chư tôn đức, các cấp lãnh đạo chính quyền và đại diện Phật tử vừa rồi là để đợi chờ một phút giây mà từ trong giọt lệ cuộc đời mấy ai tìm được nụ cười pháp hoa, vui sao giữa chốn xa bà bỗng bừng lên một đóa liên hoa rạng ngời. Chúc thánh thọ ngợi sơn hà cùng nhật nguyệt huy hoàng vạn cổ, mong dân an cầu vật tình với con sông nước mạch ngàn thu, mở tiệc khánh thành quý khách bốn phương về dự hồi, mừng thay cảnh đẹp bách gia trăm họ đến chung vui. Và đó chính thức là giờ phút cử hành lễ khai thanh đại hồng chung, lễ thả bóng bay cầu nguyện thế giới hòa bình chúng sinh an lạc, và đại lễ cắt băng khánh thành ngôi tam bảo của chùa Nhân Hiền xã Mỹ Thuận ngày hôm nay. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thông qua phương danh của chư tôn đức cũng như quý vị đại biểu chính thức cử hành lễ khai thanh, lễ thả bóng bay hòa bình và lễ cắt băng khánh thành ngôi tam bảo ngày hôm nay như sau. Chúng con xin thành kính cung thỉnh đức trưởng lão hòa thượng Thích Minh Tâm, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Thanh Kim, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Thích Thanh Nam. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Việt Dũng, trân trọng kính mời ông Vũ Văn Sinh, ông Vũ Hồng Thao, trân trọng kính mời ông Đỗ Mạnh Trụ. Chúng con xin thành kính cung thỉnh đức trưởng lão hòa thượng chư tôn đức cũng như các quý vị vừa nêu phương danh vừa rồi hoan hỉ khởi thân trang nghiêm đứng dậy. Vị trí của mình chắp tay ngang ngực đồng danh niệm Phật A Di Đà để cho buổi lễ của chúng. Rồi lấy rượu chua nha. Thank you.
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh Tuyên Ngôn Thiền Đức Tăng Ni và bắt được trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý về tài. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu đồng thả bóng bay để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, cầu nguyện cho tổ quốc, cho dân tộc Việt Nam. Thank you.
mời cô vào làm lễ. Người đâu đến mà chùa này.
người, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Tăng xã trưởng, nghệ sĩ Thanh Quế mẹ Đỗ. Quốc pháp hiếu công hầu, ơn dân xã Thuận Bầu, tôi đứng đầu hàng xã. Việc binh lương Quế Lệ nay đã thanh hòa, tính tôi hay trịnh thượng trong làng. Ôm trên nước bóng quang, xoay cung dưới là tôi kiếm ăn là cung khá. Nay cơ chừng độc mà Ả thị mộng nó lại hoang thai, cứ chiếu lệ làng là ngã mạ không sai. Quán là cứ phải nộp đủ 100 quan quý ra nè. Cái việc này là phải sai thằng bố đốt đi giao họp việc làng chiếu lệ. Cứ túm mày có tóc chứ ai lại túm kẻ chọc đầu. Bố đó có nhà không? Thằng bố đó có nhà không hả? Đứa nào? Đốt chết gì ngoài đấy? Hả? Lão thế này, tao đây, thầy xã đây, mày ra đây mà đứa nào? Dạ thầy xã đây ạ, bố cháu chạy tình lính bằng rồi. Làm cái thứ mõ như mày thì nhân nhuế ai chờ biết mà lại bằng lưới sắc. Ấy mà bố cháu cắt chát theo hồ cục bá chảy tình lính bằng đấy ạ. Có chăng gì thế chứ, đến thầy xã mới còn chả có bằng sắc gì nữa. Thế được rồi, chồng vắng thì vợ thay, gia đình đây có việc cần nhé. Nên phải lầm than bỗng dưng ai bắt việc quan đàn bà, nên phải lầm than tôi thương chồng, nên phải lầm than bỗng ai dưng bây giờ ai bắt mày việc quan đàn bà. Thế còn mẹ đốt này, tao bảo là gia đình ngay có việc khẩn mà sao mày bây giờ mày mới ra đây hả? Dạ thưa thầy, đồng tiền phải có chữ, người phải có tên, thầy cho nhà con xưng danh xưng giá thì đã. Trời ơi, đã bảo là ở làng Nhuế thì ai chả biết cái mặt mày mà còn bị xưng danh. Ấy bước vào tôi ô rằng vậy chẳng giấu gì mẹ đình đám là tôi. Nghe anh nói tôi vào trang đúng mực, bất phận danh nhì tài thức, vô chế lệnh như tâm tổng, một mình tôi hàng xa ngóng trông, điều phải trái là tôi lên trước bảo đấy chị em ạ. Chứ con mẹ này láo nhỉ, mày bảo mày lên mày trước bảo chứ mày vứt tao đi mày lên mày trước bảo lên nào. Dạ dạ thưa thầy, nó là như thế này kia ạ. Thế nào, có việc gì to nhỏ thầy cho nhà ngõ con đi sao? Thì dân làng mới biết. Thế có phải là con lên trước bảo không ạ? Thế con này nó nói có lý thế nhỉ. Thế còn gì nữa? Dạ thưa thầy, từ việc hỉ cho chí việc hảo, chắc quan về là tôi phải bảo với dân, từ tiền tô giai lão trong dân đến tiền tất thế là một tay tồi chiếu bỏ. À cái con này láo nhỉ, thế mày vứt công ty đâu mày lên mày chiếu bỏ dân đây hả? Dạ cái này nó là cái thứ này cơ. Thế nào? Bỏ là thay bỏ. Dạ thầy cho nhà mõ con đi thu, không có nhà con thì thầy trách cứ vào đâu, mà làm thì trông cậy vào ai chứ ạ? Cái con mẹ này nó nói thế có lý nhỉ. Thế nhưng mà thế này này, phải nói rõ là trên có cây thầy xã chiếu bổ, dưới có mẹ mõ đi thu, phải khắc bạch phân biên nha cả. Còn gì nữa không? Từ ông Hương Hảo cho chí thầy Khang Phủ, ra đến đình là cũng phải đợi tôi. Tôi mà chừa ra các thầy, cũng chừa có được ngồi. À,
này láo thật. Nhưng mày bảo mày chữa ra thì các cụ chữa được rồi. Thế nhưng mày bà là bà nhưng cứ chỉ là ngày à? Dạ. Thầy nó là như thế này kia ạ. Thế nào? Con mà chưa gia đình, con già thiếu thì các cụ ngồi xuống đất là thầy hay là thầy xã giả chiếu lấy. Cái con mẹ đốt lên nói càng ngày càng có lý. Dạ thưa thầy, thế thì mới có câu rằng phi tiểu nhân là bất thành quân tử đấy thầy ạ. Phi tiểu nhân bất thành quân tử. Mẹ đốt ngồi này chữ nghĩa lắm nhỉ. Dạ nhà con tuy là mõ nhưng mà lại có cả thơ đấy thầy ạ. Có cả thơ nữa cơ. Thơ thế nào? Thế con đọc thầy nghe nhá. Thơ rằng mõ này cả tiếng lại dài hơn, cả xã màu chẳng phải trông, trên dưới quyền hành tay sắp đặt, một mình một chiếu thành thơi ngồi. Một mình một chiếu thành thơi ngồi. Hay, hay đấy đó bà. Dạ thưa thầy hay ạ. Hay. Thế thầy có mang nghiên bút thì không ạ? Thế mang nghiên bút để làm gì? Dạ thưa thầy, thầy khen hay thì con đọc thầy chiếu rồi mang về nhà thầy mà chiếu. Nghĩ lão thì nè nè nè, tao khen hay là hay với mày chứ lại hay. Con chỉ đang ở chùa nhưng mà thôi. Cả tôi làm sao việc này. Cái con mẹ đốt hồi này con mới nhận ra đúng. Mẹ đốt. Đốt ơi. Dạ. Ê thế mẹ đốt được mấy con rồi nhỉ? Dạ thưa thầy, nhà con hiếm hoi lắm ạ. Hoi là mấy nữa? Dạ thưa thầy, mới được có 9 cháu. Tốt. Với lại cả cái cháu này nữa là 10 ạ. Mẹ đốt nó tốt mái lắm nhỉ. Đốt ơi. Đốt này. Mẹ đốt. Hôm dạ. Hôm nào mát rời tao sang cho tao gửi một đứa nhá. Ây chết. Hay là người lớn mà cho thầy ăn nói sàng rõ thế. Bố đốt là cháu mắt nó nghe thấy nhá. Mặt thầy là cái sàng mắt. Mặt cái con mẹ này chỉ láo chị nè. Tao là tao thấy mày mát tay nuôi trẻ. Hôm nào tao mang một đứa sang tao gửi mày nuôi chứ. Mày cứ tưởng tao tao chỉ láo thì. Cứ đi nào đi. Thế mày bảo sao thế nào? Nghe đây này. Triềng làng triềng trà thượng hạ Tây Đông. Con gái phu ông tên là Mậu thì tâm tình hoạn ý mãn nguyệt có thai. Mời già trẻ gái trai gia đình ăn quán có thế thôi thì sao đi? Úi giời ơi thưa thầy, nhà con tùy sáng dạ nhưng mà lại phải cái hôn tâm. Thầy mà làm một mạch như thế thì con chả nhớ được đâu ạ. Nhớ được à? À thầy ơi, hay bây giờ thế này vậy? Thế nào? Bây giờ con đi trước con đánh. Thầy theo sau. Thầy ra hộ nhà con nhá. Lão thế này. Mày nói thế thì hóa ra là tao làm đầy tớ ngõ cả nhà mày. Lão thế này. Thế thì thầy đọc thủng thẳng để cho nhà con nhập tâm ạ. À. Thôi được rồi. Nghe đây này. Triềng làng triềng trà thượng hạ Tây Đông. Tây Đông cũng bảo đây này. Mẹ đốt. Dạ. Ô hay sao mày úp bồn tao mày thả với chú ấy hả? Dạ thưa thầy, con có làm thế này thì con mới nhớ đấy thầy ạ. Phải làm thế thì nhớ được hả? Vâng, thầy đọc đi ạ. Con gái phú ông tên là Mậu Thì tâm tình ngoại ý mãn nguyệt có thai. Có thai cũng bảo đây này. Trời đất ơi, mẹ đốt.
trời đất ơi, mày nâng cao cao cái giải yếm lên, không có gì quế tạc hết mồm tao thôi còn gì nữa. Thưa thầy, con nâng cao cao lắm rồi đây thầy ạ. Thầy ơi, đọc thì nâng cao nữa đi. Cao cao lắm rồi đấy ạ, thầy đọc tiếp đây ạ. Mời già trẻ gái trai gia đình mãn khoái, ăn khoán vào đây này. Thôi được rồi, có thế thôi. Thôi được rồi, đi này. Dãy này, dãy này, bà thì vả vào mồm cho chứ dãy à. Ở trong này có bao nhiêu là đi tất, đi giáo, đi sạch, đi sai trồng cành nhá. Ô hai con mẹ đốt, tao bảo mày đi giao mõ sao cứ luẩn quẩn mãi ở đây hả? Ơ, con tưởng gửi lời thì nói mà gửi gói thì mở, cho nên là có bao nhiêu trong này là con mở cho đi giáo đi sạch thì tất tần tật tần tật rồi đấy ạ. À, cái con mẹ này láo thật, thì ra mày mày
Thank you.
nào là linh thủy đào hoa, nào cô tiên nữ pha trà mời ông chuông tre mồ lòng quần kia chuông tre già mồ lòng tay cô tình đầu các bạn tiến đâu trẻ chấn bảo hà anh hùng nay có tội ông ấy tha.
Danh thơm ngoài cõi tiếng đồn.
trận mưa xa. Đằng quân giá vũ cậu bé hoa già giữa dòng công đông. Nhớ đứng nhớ ngồi các ghê nhớ ai. Chim thước đầu mi à, ơi à, thế mới xa xa vừa tầm là tên cậu bé thật lấy tên, tên vàng cũng bạc trong tay cậu cầm là tên cậu bé thật lấy tên, cũng vàng tên bạc trong tay cậu cầm. Cầu hoàng tôi ngự đồng vui lắm à, ơi à, vui thật là vui các cô ra mà xem, cô thì xíu ra cô thì xíu thích cô lại còn cũng quýt ở bên cậu bé hoàng là xem các cô ra mà xem. Yeah.
tranh ngai, tranh vách núi đá suối đồi bao la. Đứng trên ngàn rừng xanh ngăn ngắn thấy cô bé hề, niệm Phật Quán Âm tay cô đàn hiền hòa ca ngợi.
chùa Nhân Hiền do các nghệ sĩ câu lạc bộ dân gian thành phố Nam Định biểu diễn. Đến đây xin phép được kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị và các bạn đã đến tham dự chương trình.